Ok, xin chào anh em. Thì chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình, và mình là Cường Nguyễn. Thì ngày hôm nay mình làm cái video này để thông báo một cái sự cập nhật mới, một cái bản nâng cấp nữa của Now One Hit. Thì đầu tiên đó là mình có làm bản One Hit bằng hợp kim T6061 này, các bạn thấy này. Thì đây là nguyên bản của nó. Còn khi mà hàng tới tay các bạn, nó sẽ như thế này. Nó sẽ như thế này. Có nghĩa là khi mà mình đã quấn ngụy trang và có dây đeo tay, thì tất nhiên cái combo của nó bao gồm là ná này, băng quấn ngụy trang quấn sẵn này, dây đeo tay này, băng quấn ngụy trang dự phòng cho các bạn thay khi mà bạn cần thay cái này nó dơ hoặc các bạn cần thay này. Rồi có hai bộ thun này. Hai bộ thun tùy chọn màu màu xanh hoặc màu vàng tùy các bạn, và dây gài của ná luôn, sẽ có 4 cái để các bạn dự phòng trong trường hợp bị rớt mất. Thì cái bản này thì các bạn thấy là mình đã cuốn ngụy trang rất là đẹp như thế này, có dây đeo tay này, các bạn thấy dây đeo tay giống như cái dây mà mình vẫn hay dùng các bạn, dây đeo tay. Cả đeo vậy thì khi mà các bạn bắn thì nó có một phần trợ lực các bạn. Thứ hai là khi mà các bạn di chuyển hay các bạn chạy xe, các bạn cần dùng đến hai tay á, thì có cái dây này nó đỡ cho bạn, và đỡ phải cầm trực tiếp lên rồi, nó rất là thoải mái và rất là ôm tay. Đây, dây đeo tay thì rất là nhiều kiểu các bạn, nó như kiểu này chẳng hạn. Đây là bản hợp kim. Và ngoài ra thì hôm nay mình làm cái video, mình cũng muốn hỏi ý kiến anh em một chút, đó là cái bản bằng đồng với các bạn, cái One Hit bằng đồng các bạn biết rồi đúng không ạ? Thì nó vẫn như cũ, tức là lần trước mình nâng cấp lên đó là mình làm bóng hai mặt này như gương, bóng hai mặt này như gương, còn hai mặt này là để sáng bình thường thôi. Thì hôm nay mình có làm một cái nữa, đó là mình cuốn ngụy trang và có dây đeo tay. Thì bây giờ giá nó vẫn không thay đổi, tức là 650 ngàn là mình không thay đổi, nhưng mà hôm nay nó sẽ có thêm dây đeo tay và cái băng cuốn ngụy trang này. Thì tùy anh em nào thích cuốn ngụy trang thì mình sẽ cuốn vào, còn anh em nào mà không thích cuốn ngụy trang thì mình vẫn vẫn để như cũ, vẫn để như cũ, để cho nó, bởi vì mình thấy là cái bằng đồng này mà cuốn vào thì nhìn nó hơi 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 phí. Các bạn thấy, có thể so sánh. Tất nhiên là cái combo của nó đi kèm thì nó giống như cái kia thôi, vẫn có băng cuốn ngụy trang, vẫn có dây đeo tay, có thun, có dây gài. Nhưng mà bản bằng đồng thì nó 650 ngàn, còn bản bằng hợp kim thì 450 ngàn. Các bạn biết rồi, vì chất liệu nó thay đổi, đồng thì nó đắt hơn nên là nó giá nó cao hơn. Thì combo của nó vẫn đi kèm là cuốn ngụy trang dự phòng, dây thun, hai bộ nhé. Tức là đi theo ná nó sẽ có hai bộ, là bộ có thể là màu vàng hoặc màu xanh tùy chọn các bạn. Rồi có dây gài cho các bạn. Dây gài thì tất nhiên là nó sẽ có 4 cái. Để các bạn hai cái bạn dùng và hai cái này để dự phòng trong trường hợp bạn bị rớt mất. Thì là như vậy. Thì cái hôm nay mình làm cái video để thông báo với anh em là như vậy. Và cái anh em nào đã đặt hàng thì ngày mai mình gửi ha. Cảm ơn anh em thời gian đã chờ. Còn anh em nào muốn đặt hàng thì cứ gọi số điện thoại trên màn hình, hoặc là Zalo, hoặc nhắn tin cho mình. À, ship công việc ship hàng thì tất nhiên là nó vẫn là như cũ rồi, là ship đến nơi các bạn nhận hàng rồi mới phải thanh toán, và mình không có nhận tiền cọc, không có nhận gì tiền cọc trước, và miễn phí tiền ship cho các bạn nhé. Là mình ship nhanh luôn chứ không phải ship chậm như mấy shop khác. Rồi, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn nào mà không 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 lấy cây One Hit này này, mà không có cuốn á, không không lấy không không cần cuốn mà tự các bạn cuốn ấy, thì khi mà các bạn tháo cái bọc này ra nha các bạn lau đi nha, bởi vì ở trong này mình có bôi một lớp dầu để giữ cho cái độ bóng và độ bền màu của cái ná này, nó hơi trơn trơn một xíu ạ, cho nên là các bạn lau đi thì nó sẽ sạch và nó sáng. Lau sơ thôi chứ không cần phải lau nhiều, nó sạch và sáng bóng như này. À, ok, thì anh em sẽ nhìn thấy cái bản One Hit đồng nâng cấp và bản One Hit hợp kim. Bộ này thì 650 và bộ này thì 450 ngàn.
có dây đeo, có băng cuốn ngụy trang, có băng cuốn ngụy trang dự phòng, có thun và dây gai. Mình nghĩ là đây là bản nâng cấp tốt nhất cho đến thời điểm này, và mình nghĩ là không có cái shop nào bán nhiều đồ như thế này mà giá rẻ như vậy đâu, chắc chắn đấy. Còn tất nhiên là nếu mà so với các loại lá giá rẻ thì tất nhiên nó rẻ hơn rồi, nó rất rẻ mà. Tất nhiên rẻ thì anh em dùng sẽ biết là nó như thế này, nó khác, lá nó khác với cái lá giá rẻ mà anh em mua ở các cái shop như Lazada, nó sẽ khác rất nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Thì cuối tuần này mình sẽ làm cái clip test cây này, bởi vì cái cây bằng đồng thì mình test hôm bữa rồi mà các bạn, nên mình làm cái clip test cho anh em thấy cái này. Còn anh em nào còn nghi ngờ về cái hợp kim T6061 á, thì anh em cứ lên Google gõ là ứng dụng của hợp kim T6061, các bạn sẽ thấy nó sẽ được ứng dụng trong công nghệ hàng không, tức là làm các chi tiết của máy bay để cho nó nhẹ và nó bền. Cái thứ hai là các chi tiết của hàng hải, thì các bạn cứ yên tâm là về độ bền của nó, hợp kim ở bản bằng đồng rất là đẹp đúng không các bạn? Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào anh em. Cuối tuần sẽ có video săn nhé.身边，多前世今生。